Chỗ này là cái bán mà bắp rang bơ đó các bạn, với kẹo bông giòn á. Bữa nay con mình nó đòi ăn kẹo bông giòn như thế này đó. Bởi vì mình tính đây mình lại mình mua kẹo bông giòn mình đứng xếp hàng á. Họ bán một cái kẹo bông giòn như vậy, một cây như vậy là 4 đô la. Cây của con mình đó, con này làm bự quá trời bự luôn. Dẫn tụi nó về đi ngủ á. Đó, ở trong đó là cái nhà hàng đó, rất là đông người ngày hôm nay chỗ này. Xong á đem vào đó, mình vô đây mình coi những con ngựa ở đây rất là to lớn luôn.